mình sẽ học về mạng và vòng lặp, câu điều khiển và đẩy nhánh. Hôm nay hai bài này kiến thức nó cũng khá là nhiều nhưng mà nó cũng không có đến nỗi phức tạp quá. Bắt đầu tiên với về mạng và vòng lặp. Học về mạng và vòng lặp thì nó cũng giống như với cấu trúc dữ liệu, bạn cũng có thể khai báo nó. Đây mình sẽ khai báo một cái mạng cơ bản, mạng ban đầu. Đây mình khai báo một cái mạng, copy một cái mạng này cho nhanh nha. Đây mình sẽ có một cái mạng bao gồm, đây là cái mạng số của mình. Các bạn thấy là trong cái mạng này mình bình thường các bạn khai báo một cái string, một cái ký tự bình thường thôi, thì các bạn ở trong hai dấu ngoặc kép, đây là không. Các bạn thấy là ký tự bình thường thì mình sẽ lưu trữ ở trong hai dấu ngoặc kép, hoặc là số thì không cần lưu trữ cái gì. Nhưng mà đây các bạn thấy mạng nó sẽ lưu trữ được rất là nhiều giá trị, từ một đến đây có rất nhiều giá trị, và cái mạng thì nó sẽ bắt đầu bằng một dấu ngoặc kép. Đây mình có thể khai báo một cái mạng ký tự bằng một dấu ngoặc kép, dấu ngoặc vuông. Đây mình khai báo ví dụ ở đây là tên mình đi, công, tên bạn mình Đào, rồi chính. Thêm một bạn đi. Nhưng mình khai báo đây là hai cái mạng. Các bạn thấy đây mình đã khai báo hai bạn. Các bạn có thể viết như thế này, hoặc là các bạn có thể viết nó cho nó xuống dòng, cho nó dễ nhìn cũng được. Đối với những cái mạng của mình nó dài hơn thì các bạn nên cho nó xuống dòng thì cho nó dễ. Mà cái này nó tự ở đây đây. Ở đây mình có hai mạng, mạng này chứa số, mạng này chứa ký tự, đều giống như các cái kiểu của mình thôi. Còn các bạn có thể khai báo một cái mạng kép. Giờ mình sẽ xuất cái mạng hai cái bạn ra xem như thế nào. Rồi mình xuất ra bạn cần cho. Bên này mình đã tạo sẵn một cái Java đơn giản này, cái HTML đơn giản để mình dạy bạn. Đó, mình in cái mạng nó ra. Cần số number. Các bạn thấy ở đây xong phần sau đó họ in ra cái mạng. Đây mạng sẽ có 9 phần tử từ 7 14 6 46. Nó được cái mạng của mình nó sẽ được đánh số index, gọi là index từ 0 cho đến hết hết. Nó sẽ bắt đầu từ số 0. Đây 0 thì 8 là 9 phần tử. Là mọi mạng sẽ bắt đầu từ số 0. Nhưng dưới mình sẽ có mạng ký tự thì nó tương tự vậy. Chị gấu hả? Các bạn mình có thấy mà có mạng âm thanh đây. Các bạn sẽ thấy là ở đây có cái mạng ký tự của mình cũng thấy bắt đầu từ 0 tới 4, nhưng mà ở đây có 5 năm bạn bắt đầu 0 tới 4 là 5. Mọi mọi mạng trong mọi cái thứ tự của mạng sẽ đây. Ở đây mọi cái giá trị của mạng sẽ được đánh theo một cái index là từ 0 cho đến bắt đầu từ 0. Thì đây bạn sẽ thấy là 0 giá trị số 7, 0 như 7 một với 11. Các bạn để từ trái qua phải. Làm sao thì mình có thể lấy được thông tin ở mạng này đã. Bình thường các bạn dùng biến thì các bạn chỉ lưu trữ được một một giá trị thôi, nhưng mà đối với mạng các bạn có thể lưu trữ được rất rất nhiều giá trị. Thì mình in in từ cái giá phần tử, mình sẽ dựa vào index này để in lấy cái phần tử đó. Các bạn sử dụng giống một vuông như bình thường đấy. Ở đây bạn muốn lấy cái phần tử số 4, tư gõ gõ cái tên tên mạng của mình và thêm số tử vào thôi. Đó, bạn đã thấy nó in là 98. Mình đếm thử 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8. Đó, đối với cái mạng khác thì mình cũng tương tự như vậy. Vậy là mình đã tạo xong được một cái mạng rồi. Lấy số của bạn đã đặt và thao tác lên mạng. Hoặc là các bạn có thể gán gán cho thay đổi giá trị của mạng luôn. Number. Thể làm như thế này. Number. Thay đổi phần tử số 7 đi. Không. Dấu tích cho nó bằng 7 nữa. Nếu nó bằng 20. Y cái không là tự đó nó bằng 20. Các bạn thấy nó bằng 20. Rồi mình in, in nguyên cái mạng ra luôn. Thì sẽ thấy nó thay đổi. Đó, cái
cái phần tử mạng đầu tiên của mình nhập vô là 7, nhưng mà giờ nó đã được thay đổi thành 20 rồi. Thì các bạn có thể thay đổi cái giá trị của mạng. Ngoài ngoài thay đổi giá trị của mạng, các bạn có thể rất nhiều cái phương thức khác để giao tiếp với mạng. Xóa cái dòng này đi. Các bạn có thể xóa xóa bớt các thành phần của mạng, có thể dùng pop number đến pop. Để dùng pop để xóa đi cái phần tử cuối cùng của bạn. Các bạn thấy là bên là mình có thể lấy đây còn 8 phần tử kia, mình sẽ xuất xuất ra cái độ dài chiều dài của bạn, cần số lớp luôn ra chiều dài của bạn như thế, tên bạn cho với cái độ dài len độ dài mình thêm một chữ này. Độ dài mã số xin tăng lớn thêm nó phải à, độ dài của mã số là 8. Sau mình đã sử dụng hàm pop này để xóa đi cái mã cuối cùng rồi. Xóa, xóa đi nó sẽ xóa đi phần tử cuối cùng, và các bạn có thể dùng cái cú pháp là ship xóa đi cái phần tử đầu tiên. Các bạn thấy cái mã của mình số 7 đầu tiên giờ đã xóa được, xóa đi rồi. Giờ mình sẽ tìm cách nào thêm. À, các bạn muốn thêm vào đầu tiên thì bạn dùng ấn shift. Các bạn muốn thêm giá trị số 56. À, bạn thấy ở đây 56 đã thêm thêm vào trong cái mảng của mình rồi. Giờ tổng số lượng của mình đã lên được 10. Độ dài của bạn mình đã lên được vào 10. Hoặc bạn có thể thêm nhiều phần tử nữa. Để cho bạn thêm 63, thêm 24. À, nó đã lên 12 và 5, 6, 3, 24 nó được thêm vào. Này, bạn có thể nối nối hai cái mạng này lại với nhau, mình cũng có thể làm được. Ở đây mình sẽ có mạng ký tự đó. Mình có ký tự, ký tự mình muốn nối thêm với cái mạng number này để cho nó mạng vừa ký tự ở cửa số. Mình sử dụng hàm mình nối với hàm number. Cái hàm đó ký tự bằng cắt trên năm dưới này, thằng sau đó cho nó dưới này. Đó, các bạn đã thấy là cái hàm ký tự của mình nó tới 17 phần tử, nó được nối với cái hàm number này. Mặc dù cái hàm ban đầu của mình nó chỉ là những cái hàm nhỏ như thế này thôi. Nãy mình đã nói là mình có thể thêm được cái độ dài mạng vào vào đầu tiên rồi. Mình có thể thêm một phần tử mạng nữa, phần phần tử nữa vào mạng à, cuối cùng mình sẽ dùng hàm. Với cái này thì nó khá là dễ, mình nhớ cú pháp rồi. Các bạn có thể làm giờ mình đã thêm nó vào cuối. Bạn thấy ở đây bắt đầu 7 và 11, thì bên này nó có là 56, 3 và 24, đó là những ba thêm ba phần tử mạng nữa mình đã thêm vô. Thêm vô một phần tử mạng thì nó cũng tương tự như vậy, 56 được để hệ cuối cùng. Ngoài ra các bạn cũng có thể sort là sắp xếp lại cái mạng của mình. Ví dụ ở đây mình sẽ có mã số, bạn coi thêm trong cái bài bài đáp 9 của mình có hướng dẫn cái phần đó. Phần sắp xếp các bạn cái hàm này nó hơi đặc biệt đối với cái ký tự là các ký tự thì nó sẽ sắp xếp từ alphabet rất là đơn giản thôi. Mình thử thì mình có hàm đây rồi, sắp xếp cái hàm của mình theo alphabet. Đó, mình xài cái hàm này đi. Ký tự chấm sort. Đấy, cái hàm này là xếp cái alphabet này, C, D, H, V, I. Nhưng mà đối với hàm số của mình nó lại không có sắp xếp được như vậy. Mình thử number sort. Mình chỉ đơn giản như vậy thì nên cái hàm số của mình nó vẫn y chang như thế này, nó không không thay đổi gì cả. Mặc dù nó cũng đã thay đổi cái thứ tự đi rồi, nhưng mà nó không không phải là từ số lớn đến số bé, nó vẫn xếp xếp từ
Đây, đây số 1 đầu tiên thì nó sẽ chọn cái số đó thôi, 1, 4, 4, 5, 6. Mà số 7 đây nó vẫn, nó hiểu giống như kiểu nó hai ký tự, nó không xếp, nó xếp theo kiểu alpha b là ký tự đầu tiên chứ không phải là xếp theo cái độ lớn của số. Là mình sẽ coi trong cái bài này có thêm một cái phần đặc biệt là về sắp xếp số theo thứ tự tăng dần hoặc là giảm dần, và thêm một cái function nhỏ cho nó ở đây ở trong cái hàm sort, copy luôn này. Đó, mình thấy là bây giờ thì nó mới bắt đầu xếp xếp theo đúng thứ tự 6, 7, 11, 16 đúng với hàm của mình để sắp xếp. Đó là tổng gần, đó là các cái phương thức để giao tiếp với mạng cơ bản. Nó rất là đơn giản. Ngoài mạng bạn có thể xem thêm các phương thức khác ở trên W3 School, tham khảo về mạng ở đây trong JavaScript. Thấy còn nhiều các phương pháp khác như là filter và findText, void và indexOf, tìm kiếm một mạng như vậy. Loa nó bị rè rè em mà Loa của em ấy là chị nghe và để em thử lại, chị nghe nó rõ hơn chưa nhỉ? rồi. À, để em thử. Các bạn cũng có thể là trong này mình sort này, ship này, bạn có thể thử từng từng cái phần, từng các cái thao tác với mạng. Mình hướng dẫn xong cho các bạn các thao tác với mạng cơ bản. Mạng thì tiếp theo mình sẽ học cái phần vòng lặp với for. Các bạn sẽ thấy là để in giống như ở đây mình có cái mạng này, mình xóa xóa bớt nha. Thấy là cái mạng này của mình mỗi lần mình muốn in ra một số, mình muốn lấy cái số mạng phần tử đầu không của nó thì mình sẽ thấy là nó chỉ mỗi lần in mình muốn thêm một cái phần tử nữa, là ví dụ mình lấy phần tử một thì mình lại phải in ra một. Đó, phần tử hai ba thì tương tự như vậy, thì mình phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, rất là cực, nên mình sẽ sử dụng cái vòng lặp for của mình để lấy ra được các cái phần tử của mình. Nhưng một cách nhanh hơn là nó sẽ lặp lại, giờ mình for thì dùng hàm lặp for đây ha. For cú pháp của mình thì ở đây mình sẽ khai báo cho nó một cái biến, một một cái biến biến gọi là biến cục bộ thôi để nó hoạt động trong hàm for của mình, thường mình hay gọi là i. Và tiếp theo mình sẽ gán cho một cái điều kiện, ở đây mình gán cho một điều kiện là i nhỏ hơn cái độ dài này để cho cái vòng lặp của mình, cái điều kiện với vòng lặp của mình, khi mà cái vòng lặp của mình nó có cái độ dài i của mình nó nhỏ hơn cái độ dài này thì nó mới tiếp tục cái vòng lặp của mình. Còn i cộng cộng đây là sau mỗi lần hoàn thành cái vòng lặp của mình sẽ tăng lên một đơn vị. Nếu bạn muốn tăng lên hai ba thì các bạn sẽ thay đổi cái điều kiện tăng này của mình. Ở đây mình sẽ cho cái vòng lặp của mình là in ra cái phần tử thứ i. Đây mình sẽ thay đổi cái biến ở trong này là y. Các bạn sẽ thấy là nó in đã in ra toàn bộ các cái phần tử mạng của mình trong console rồi. Và bắt đầu từ phần y của mình. Các bạn sẽ thấy đầu tiên nó sẽ khởi tạo giá trị y bằng 0. Rồi, y này khi y bằng 0 thỏa mãn cái number length này, number length cái độ dài của mạng, các bạn thấy độ dài của mạng đây là 9 thì y sẽ nhỏ hơn 9, nó thỏa mãn điều kiện thì nó bắt đầu nó chạy xuống cái hàm của mình là console log, mình nó sẽ in ra cái number y ở đây bằng 0, nó sẽ thay thế cái y này bằng 0 và để nó in ra cái phần tử, cái giá trị của phần tử mạng là 7. Tiếp theo sau khi nó hoàn thành xong rồi nó sẽ chạy tới cái hết hết cái phần tử này của mình, nó chạy tới phần điều kiện để tăng lên. Ở đây mình đã tặng y cộng cộng tức là y của mình sẽ tăng lên một, rồi tiếp theo y lên một, bây giờ đây thì cái y tiếp theo y của mình lại trở về giá trị là một, rồi một nó so sánh với cái độ dài của mạng, rồi nó thấy nhỏ hơn độ dài của mạng và cái nó sẽ thực hiện cái hàm của mình là bằng y của một, nó sẽ in ra phần tử tương tự như vậy, nó sẽ in ra tới cái phần tử cuối cùng là y bằng 8. Y bằng 8 nhỏ hơn 9, khi nó tăng lên một lần nữa y bằng 9 nó không phù hợp so với cái mạng này nữa thì nó sẽ dừng luôn cái vòng lặp của mình. Vậy là vòng lặp của mình đã kết thúc.
Nếu mà mình không có cái điều kiện này, vòng lặp của mình sẽ trở nên là vô tận. À, không có cái điều kiện ở giữa này, vòng lặp mình sẽ vô tận. Nó cứ vậy nó lặp, nó cứ vậy nó lặp và nó tăng y lên thì nó sẽ gây ra lỗi không phù hợp. Ngoài y cộng cộng này các bạn có thể tăng lên nhiều giá trị khác. Ở đây mình cho y y bằng y cộng 2 đi. Mình sẽ tăng 2 lần. Bạn sẽ thấy là giờ nó sẽ nhảy chuỗi 0 7 6 này, 0 là phần tử nó mỗi lần tăng lên hai giá trị 0 là 1 3 5 và 7 46 này. Các bạn thể xét điều kiện cho nó để dùng cái vòng lặp này. Ngoài vòng lặp for mình còn thêm hai cái vòng lặp nữa. Đó là vòng lặp while loop và vòng lặp do while. Vòng lặp while và vòng lặp do thì vòng lặp này nó cũng sẽ tương tự như cái vòng lặp for thôi, nhưng mà cái cú pháp và cái điều kiện nó khác và một vài cái điều kiện sử dụng của nó khác. Ở đây mình ẩn cái vòng for đi. Mình ẩn tạm cái vòng for đi ha. Và mình sử dụng vòng vòng lặp while. While này. Ngoài thì nó cũng tương tự thôi, mình sẽ nhưng mà ở đây mình chỉ cần một cái điều kiện của nó thôi là y nhỏ hơn nó vừa trên đây, mình copy ở trên đây cho y nhỏ nằm ở trên đây và đây mình sẽ gõ code của mình. Nhưng cái vòng y này điều kiện cái vòng for này nó gộp lại rồi, mình phải không cần phải khai báo cái y bên ngoài nữa, nhưng mà đối với vòng y này mình phải khai báo cái biến y cho nó trước. Mình khai báo khởi tạo giá trị ban đầu là y bằng không và sau mình cũng in ra các phần tử của mạng console log. Tiếp theo là mình cần phải sau sau khi in ra phần tử của mạng rồi thì giờ mình mới tiếp đến là cái điều kiện của, cái phép tính tăng của y là sau khi thực hiện cái này thì y sẽ tăng lên. Nó cũng là cái vòng lặp thôi. Các bạn thấy là nó cũng tăng lên rồi. Đầu tiên là y bằng không, nó xem xét là y sẽ nhỏ hơn cái chiều dài của mạng number này và nó in là cái giá trị y không number không. Tiếp theo là nó sẽ chạy tới cái dòng code ở dòng thứ 29 này, nó sẽ tăng giá trị của y lên 1. Rồi sau đó khi y bằng 1 rồi nó lại tiếp tục cái vòng lặp của mình, nó lại tăng dần đến khi nào mà cái y này nó nhỏ hơn cái phần tử của mình. Ở đây mình không dùng number đen, ở đây mình dùng số 9 thì nó cũng tương tự vậy. Bạn thấy nó cũng in là số 46. Giờ mình thay số 100. Rồi, các bạn thấy ở đây nó sẽ có 91 phần tử lỗi. Tại vì cái mảng của mình chỉ có 9 thôi nên nó mấy còn lại nó sẽ không lọc ra. Đây, nhưng mình vẫn sẽ dùng cái number chấm len để cho nó linh động. Mình không phải tự đếm, ví dụ là sau này khi mình thêm một giá trị ở đây. Đây là 23, 36 ấy. Đó. Thì cái độ dài mạng nó lên 10 là cái vòng lặp của mình nó sẽ tự tăng. Đây là cái vòng lặp while. Vòng lặp while này thì mình cần phải tăng tự tự khai báo biến y ở bên ngoài và để cái điều kiện trong while và phải tự tăng cái giá trị của y lên. Ngoài vòng lặp while này thì mình còn một cái vòng lặp nữa là vòng lặp do do và while. Cái cách thức hoạt động thì nó khác so với while một chút. Đó là cái vòng lặp do của mình bắt đầu từ do thôi. Rồi, chỗ này mình sẽ gõ luôn cái việc làm của mình luôn như console log number. À, đây mình gõ number phần tử y. Đây mình cũng dùng biến y luôn. Rồi. Mình cũng phải tự tăng y lên một và sau y này mình ở đây mình mới đặt cái điều kiện sau trong này cái việc làm của nó đó. Mình sẽ ngoài rồi y nhỏ hơn number len number chấm len để lấy ra cái độ dài. Rồi, bạn thấy y y not defined là mình vẫn lại khai báo một cái biến y bên ngoài ở đây là báo lỗi. Các bạn thấy nó cũng in ra cái mạng của mình. Nhưng mà cái vòng lặp do này khác với cái vòng lặp for và while. Vòng lặp for và while này thì nó phải xét cái điều kiện trước để xem cái y này nó thỏa mãn hay không thì nó mới bắt đầu cái vòng lặp của mình. Ví dụ như ở đây mình cho cái điều kiện là y nhỏ hơn bằng 5 này. Y nhỏ hơn 5. Đó, đây là y là 5 cái phần tử đầu tiên rồi. Nhưng mà khi khi mình cho y cái khởi tạo của y này bằng 10, bằng 9, bằng 8.
Bạn sẽ thấy nó vẫn in ra cái phần tử số 8 này, nhưng mà cái vòng lặp của nó sẽ không không còn tiếp tục nữa, là sau khi nào nó sẽ thực hiện cái vòng đu đu này trước. Bạn sẽ thấy là nó đầu tiên là nó sẽ construct ra cái phần tử number là số 8, giữa number số 8 đây là 96, rồi sau đó nó tăng y lên một y bằng 9, rồi sau đó nó mới set cái điều kiện y bằng 9 thì nhỏ hơn 5 thì nó sẽ không xảy ra cái vòng lặp này trước. Nó khác với vòng lặp while, khi giống như vòng lặp for này đi, vòng lặp for này khi mình cho khởi động y bằng 8 thôi, rồi y bằng 8 và cái điều kiện này mình cho nhỏ hơn 5 đi, bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ không ra cái, không in ra một cái phần tử nào khác, tại vì nó phải xét cái điều kiện trước thì nó mới thực hiện thi câu lệnh của mình. Đó là hai cái vòng lặp của mình, đó là hai ba ba cái dùng chính của vòng lặp của mình. Ngoài ngoài vòng lặp này mình có thể kết hợp hợp với nó sử dụng hai cái vòng lặp liên tục. Ví dụ ở đây mạng mạng thì các bạn có thể khai báo đây là cái mạng đơn, và các bạn có thể khai báo một cái mạng nó chứa nhiều giá trị hơn, như là mình vào một cái bảng bảng có mạng con number, vẫn là mạng mạng số này. Mình gọi là mạng số. Để mình tạo ra một cái mạng. Và trong cái mạng này mình cũng có thể tạo ra một cái mạng con nữa. Mình enter đúng không? Thì tạo ra một cái mạng con ở bên trong cái mạng lớn này. Mạng đây mình gõ một giá trị 1, 2 này, 3 đi. Rồi mình phải cái mình tạo thêm một cái mạng nhỏ bên trong cái mạng đó tiếp, 56 này. Rồi mình tạo thêm 1 2 7 8 9. Rồi bạn thấy ở đây nó ra thêm một cái mạng nữa, rồi mình in cái mạng đó ra coi cái mạng đó như thế nào. Mình tắt cái này đi, tạm thời mình chưa cần dùng cả. Và cancel mạng số. Các bạn thấy nó in ra mạng rồi, nhưng mà trong mạng này nó lại có thêm các mạng con nữa. Các bạn có thể làm như này, mạng rất nhiều tầng và nhiều lớp, các bạn có thể lưu trữ được rất là nhiều dữ liệu ở trong bằng cái phương pháp dùng mạng như thế này. Nó cũng đánh số từ index nhé. Ở đây có một cái index bên ngoài số 012, 012 so với cái bảng này, và trong cái mạng đó nó sẽ lại có thêm ba phần tử của mạng nữa, nó cũng đánh số 012. Rồi mình làm sao để gọi ra được cái mạng kép như thế này. Bắt đầu trong mạng số này mình cũng dùng như vậy thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ gọi tới bên ngoài trước, đây bạn thấy 012, thì mình sẽ gọi số 0 trước đi, tự số 0. Và mình phải ngay cho mình lại gọi thêm cái mạng con nữa ở trong không này. Đây, trong không này mình gọi thêm cái phần tử mạng số 2 đi, để in là số 3. Đó. Và thấy nó giống 012, nó giống tới này. À. Đây, 02. Nhưng không cần dấu phẩy đúng không? Không cần dấu phẩy. Dấu phẩy nó sẽ gọi theo một cách khác. Đó, 0 và 2. Bạn thấy đấy, đầu tiên là cái dòng không của mình. Rồi tiếp theo đến cái mã số 2 là số 3 này. Đó, 012. Ở bên này là 012. Đó, gọi tới số 3. Đây là cách gọi lên cái phần tử mạng của mình. Rồi giờ làm sao mình sử dụng cái vòng lặp for loop của mình nhé. For vào cái làm vòng lặp for, giờ mình dùng vòng lặp for thôi. Các bạn có thể dùng các vòng lặp khác thì nó cũng tương tự thôi, để in ra toàn bộ giá trị của mạng này. Khi đó mình sẽ sử dụng cái vòng lặp for lồng nhau, có hai lớp với nhau. Mình cũng gọi for đầu tiên. Rồi. Đầu tiên thì mình cũng khai báo một biến y để cho nó chạy cái vòng mạng bên ngoài này. Vào y mà không, và mình cũng set nó nhỏ hơn cái number. À, cái chỗ này mình dùng mạng số ấy, chứ không phải là number nữa. Và sau khi mạng số rồi, mình lại tiếp muốn duyệt cái phần tử con của cái mạng này nữa, thì mình lại thêm cái vòng lặp for tiếp. Và mình for một cái biến tiếp theo là g. G này cũng sẽ khởi đảo từ không. Và cái g này, bạn sẽ thấy trong này nó có một cái độ dài khác. À, đây mình chỉ in mỗi cái mạng ra để nhìn bên console cho nó dễ. Ừ, chỗ này của mình nó lỗi nên nó không chạy Java được, mình cần phải viết hết cái dòng nữa. Không lẽ mình ấn nó đi. Nào, các bạn sẽ thấy index ở đây là cái mạng mạng bên ngoài của mình 012, từ bên trong của mình
nó cũng không một hai và độ dài của nó cũng bằng 3, thì mình cần phải làm sao cho cái vòng lập for của mình nó nhỏ hơn cái bên trong này, nó phải nhỏ hơn cái độ dài của cái mảng trong này. Đó là cái điều kiện vòng lập for của mình, for thứ hai của mình, làm điều kiện với vòng lập for thứ hai của mình. Rồi mình cũng sẽ dùng cái cách thức đó làm bảng số chấm len. Nhưng mà cái mảng số ở đây nó lại là cái mảng số con này, làm thành thứ y mình sẽ gọi là mảng số y, mình lấy y chấm len và mình cũng tăng z lên một sau mỗi lần làm. Code của mình cũng viết trong đây ha, mình cũng in ra. Rồi, mình sẽ in ra cái mã số đó nè. Rồi, xin tắt lỗi. Ở đây mình lỗi dấu chấm phẩy, không phải dấu phẩy. Các bạn đã thấy là nó đã in là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Okay. Vậy cái vòng vòng là for for kép này của mình nó sẽ hoạt động như thế nào? Đầu tiên là nó sẽ khởi tạo một giá trị bằng không, y bằng không. Rồi y bằng không này nó sẽ là nhỏ hơn cái độ dài của cái mạng này rồi. Rồi nó rồi tiếp theo nó sẽ thực hiện tới tới cái vòng for của mình. For của mình là một cái vòng for tiếp theo, nó là một cái điều kiện, một cái câu lệnh tiếp theo rồi. Sau khi thỏa mãn điều kiện rồi, nó sẽ so sánh biến z, z này nhỏ hơn không và z này cũng thỏa mãn là cái điều kiện là cái mạng số y này, tức là cái đầu tiên của mình ấy. Mã số y này, tức là cái mã số y ở đây mình gọi là mã số 0 này, y của mình đang bằng 0 mà, chấm len ở đây bằng 3, mình sẽ thấy nó nhỏ hơn 3 rồi. Nên các bạn sẽ thấy này, đầu tiên ở đây là 0, và nó xét ra cái độ dài của cái mạng này là bằng nhỏ hơn 3, nó tăng lên 1, rồi nó mới bắt đầu console log cái phần tử y, y đây các bạn thấy nó bằng 0, z bằng 0, thì nó sẽ in là số 1. Đó. Y bằng không, z bằng không, y là số 1. Rồi tiếp theo nữa, z này tăng lên 1. Rồi z này tăng lên 1 và thay thay vô đây thì bắt đầu nó in ra phần tử y z thứ hai là 0 và 0 và 1, nó in ra cái phần tử số 2. Tương tự như vậy, khi nào nó nằm vòng lặp hết cái vòng lặp for ở bên trong này thì nó lại lại mới bắt đầu quay trở lên, nó tăng y cộng 1 và nó va thêm biến y cộng 1. Y này bằng 1 và nó lại lặp lại cái vòng lặp bên trong này tiếp. Đó là cái vòng là con của mình. Sau khi học xong cái bài các biến các phần tử mạng, các mạng và vòng lặp, mình sẽ tiếp theo là mình sẽ học tới cái bài là câu điều kiện và lẽ nhánh.